4 kiểu váy 2 dây hội sành mặc sẽ không diện ra đường. 4 kiểu váy 2 dây này vừa lỗi mốt lại trông như đồ ngủ, chị em không nên mặc ra đường. Váy 2 dây là một trong những món đồ quen thuộc và có khả năng ứng dụng linh hoạt trong cuộc sống. Kiểu váy này được các chị em ưa chuộng bởi form dáng đơn giản, thoải mái và mát mẻ tuyệt đối. Thế nhưng, không phải kiểu váy nào cũng sành điệu và phù hợp để diện ra ngoài đường. Dưới đây là 4 kiểu váy 2 dây vừa lỗi mốt lại kém duyên, các nàng thích mặc đẹp nhất định không nên lựa chọn để mặc xuống phố. Váy 2 dây cốt tông. Váy 2 dây cốt tông không còn xa lạ với nhiều chị em. Kiểu váy này nhẹ mát và có khả năng thấm hút mồ hôi khá tốt. Tuy nhiên, váy 2 dây cốt tông thường tạo cảm giác thoải mái quá đà. Nhiều chiếc váy được làm từ chất liệu quá mỏng dễ tạo hình ảnh thiếu chỉnh chu giống như diện váy mặc ở nhà ra đường. Không những vậy, mẫu váy này còn rất dễ để lộ vết hằn nội y kém duyên khiến chị em mất điểm trong mắt mọi người. Chính vì vậy, bạn không nên diện kiểu váy này ra đường cho dù có bí đến mấy. Váy 2 dây xếp tầng. Kiểu váy thứ hai có form dáng điệu đà nhưng lại quá lỗi mốt, đó chính là váy xếp tầng. Số lượng các chi tiết xếp tầng từ trên xuống càng nhiều sẽ càng tạo sự lôi thôi, luộm thuộm cho diện mạo của người mặc. Chưa kể, chúng còn có thể vướng mắc vào các đồ vật hay gây bất tiện cho mọi người xung quanh. Thay vì chi tiền sắm kiểu váy này, các chị em nên ưu ái những chiếc váy 2 dây nhẹ nhàng và có điểm ấn đơn giản ở eo, hoặc chân váy để diện mạo thêm nữ tính và đáng yêu. Váy 2 dây hoa tối màu. Khi chọn váy 2 dây, chị em nhất định không được bỏ qua yếu tố màu sắc và họa tiết. Nếu chiếc váy của bạn có gam màu trầm hoặc họa tiết quá to thì sẽ làm vẻ ngoài trông già hơn. Những kiểu váy này chỉ phù hợp với các chị em từ độ tuổi 30 trở lên. Các cô nàng trong độ tuổi 20 chỉ nên kết thân với váy hoa sáng màu và có họa tiết nhỏ xinh. Váy lụa 2 dây dáng suông. Trong tất cả các loại vải, lụa được coi là chất liệu sang xịn và mát mẻ bậc nhất. Kiểu váy này thường giúp người mặc trông sang trọng và quý phái hơn. Tuy nhiên, có một kiểu váy lụa 2 dây mà bạn không nên diện ra đường, đó chính là váy dáng suông. Kiểu dáng rộng rãi của mẫu váy này dễ khiến mọi người hiểu nhầm là váy ngủ mặc ở nhà. Chưa kể, chúng còn không tôn được đường cong trên cơ thể, nếu diện ra đường dễ khiến chị em nhận về ánh nhìn tiêu cực từ mọi người xung quanh. Thay vào đó, bạn nên lựa chọn váy lụa nhấn eo hoặc có chi tiết cách điệu ở ngực để diện mạo thêm cuốn hút.